Wow. Ôi sao đẹp thế nhở? Ô, nó lại nằm ở bên trong xanh chứ không phải cả cái màu xanh đâu, đúng không? Ăn đi, ăn đi. Wow. Rất ngon. Su 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 su, su nhìn này, chị mới học lớp gọi là đi người mẫu đấy, nhìn thấy không? Không rơi luôn. Đó. Oh. Bắt đầu chưa, bắt đầu chưa? Ủa? Không biết chị rơi cái gì hả? Chị buồn. Em có, chờ em một tí, chờ em một tí. Chờ, chờ em. Biết cái gì không? Người ta là sang như thế, người ta gây ấn tượng như thế mà còn cứ mãi chơi. Biết cái gì không, biết cái gì không? Không phải là em nhìn thấy chị rồi. Cố tình đúng không? Đấy, em biết cái gì không? Oppa, 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 thần tượng của chị đấy. Mà chị nói thật là cái khoái này chị cũng chưa ăn bao giờ, mẹ chị vừa ấy đi công tác về, thế là mua mang về, chị mang ngay sang đây cho em. Bây giờ chị với em thử bóc thử nhá, xem là nó như thế nào. Có nhiều không? Có nhiều không chị không biết luôn ấy. Wow. Wow. Đây là kẹo, kẹo như kiểu nước ngọt đấy. Ừ, không biết có phải Pepsi không? Đó, nhưng cái này rất là kỳ lạ luôn. Có nhiều chưa đây? Bác ăn thử đi. Ăn thử. Đó. Có cái gì ngon đó là chị phải nghĩ ngay đến em luôn, bởi vì em thế. Đây, 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 cho em thật là ngạc nhiên luôn. Đó. Màu rất đẹp luôn. Wow. Ôi, sao đẹp thế nhở? Nó lại nằm ở bên trong xanh chứ không phải cả cái màu xanh đâu, đúng không? Ăn đi, ăn đi. Wow. Rất ngon. Rất ngon ạ. Mùi ngon đấy nhỉ. Quá ngon luôn. Ôi, chị chưa ăn cái chim chip nào mà nó lại ngon như này luôn. Wow. Mà họ làm rất kỳ công nhá. Phía ngoài này là màu trắng đúng không? Xong họ cho màu xanh vào giữa nên nhìn rất đẹp luôn. Đúng chai chuẩn chai cồn. Biết gì được, cái này của Hàn mà em. Em nhìn này. Đó. Ăn như kiểu mình đang uống nước ngọt đấy nhỉ. Ngon nhá. Ăn đi. Đây một cái. Ngon lắm. Để gọn rác vào nhá, không người ta phạt đấy. Phải lên người ta phạt đấy, để xem có bao nhiêu cái không. 2, 4, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20. 22 cái. 22, 23, 24. Mỗi người được 12 cái. 10, 4, 6, 8, 10, 11 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái. Đi đi nhá, có đứa 11 cái. Hãy cho em cái túi vào đây. Đây từ bao giờ ấy? Thì tớ chảy rãi từ lâu rồi. Kiếp quá. Rãi hết nền nhà này. Hết nền nhà rồi kìa. Nhưng nó có đồ ăn nó giấu như kiểu là ấy. Cậu sang đây á, bọn tớ đang mải chia, bọn tớ đâu có biết đâu. Mà thôi cậu ơi. Mà tớ thấy rồi. Mỗi đứa 12 cái. Ừ. Bây giờ mỗi đứa sẽ tớ 5 cái. Thì mỗi người còn 7 cái. Đều cân không? Các cậu. Không, nhưng mà tớ mỗi đứa ăn một gói rồi, bây giờ mỗi đứa chỉ có 11 cái thôi. Mà 11 cái là tròn rồi. Thôi, cho mỗi đứa cho Vinh Mèo một cái đi. Bởi vì thì bọn mình còn 10 cái. Đây, cậu cầm, cậu đưa cho Vinh Mèo. Đây, cho cái. Thế thôi. Mỗi cái, 2 cái này nữa. Ăn ít thôi, ăn nhiều sâu răng đấy. Mà nhá, mẹ cậu mới khoe là hôm nào cậu phải đi làm răng ấy. Mẹ cậu bảo từ giờ có gì ăn là đừng cho cậu ăn. Bởi vì cậu không chịu đánh răng. Bẩn lắm. Ê ơi, mẹ cậu bảo cậu không chịu đánh răng luôn. Này. Trông cái mặt này, mấy cái mặt này kẹt thế rồi, ôi kỳ thế rồi. Cầm một đống cái này, bây giờ cho mỗi cái. Không phải đâu, tớ muốn cho cậu nhiều lắm. Nhưng mà mẹ cậu bảo là đừng cho cậu. Bởi vì cậu không chịu đánh răng đâu. Nên là không xin có. Xin đứa nào. Hết rồi, đi về đi. Hết rồi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình một sắp.